Phù Cử là một trong ba huyện của tỉnh Hưng Yên có diện tích cần thu hồi để xây dựng đường Tân Phúc - Võng Phan. Thời gian qua, nhờ công tác tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền, bước đầu tạo được sự đồng thuận của người dân sẵn sàng giải phóng mặt bằng để phục vụ cho dự án. Ngôi nhà rộng 260m² này của gia đình bà Lương Thị Phượng được xây dựng từ năm 2006. Đây là một trong khoảng 50 hộ trong thôn Đàn Đào buộc phải giải tỏa cho dự án Tân Phúc - Võng Phan. Thời gian này, bà thường xuyên được cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể của thôn tới nhà để tuyên truyền về tầm quan trọng của dự án, cũng như các chính sách bồi thường hỗ trợ đất, tài sản trên đất đối với các hộ có đất nằm trong diện phải giải tỏa. Khi tôi biết được nhà nước mở cái đường Võng Phan đi qua khu đất nhà chúng tôi, thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi và mong là làm sao nhà nước là mở đường để cho kinh tế xã hội được đầy đủ. Mở đường qua đất thì chúng tôi sẽ sẵn sàng rời đi. Qua bước đầu thì đến thời điểm này, thì cấp ủy chi bộ thôn Đàn Đào, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể đã tập trung tuyên truyền và thực hiện các cái bước đầu là quy chủ và kiểm đếm các cái hộ gia đình. Và trong thời gian tới thì sẽ thực hiện công tác tuyên truyền đến các cái hộ gia đình mà để nhường đất cho dự án. Hộ ông Nguyễn Khắc Thạo tại xã Bình Hoàng là hộ duy nhất trong xã phải thu hồi đất thổ cư để xây dựng đường Tân Phúc - Võng Phan, diện tích gần 600m². Tuy nhiên, khi được vận động giải thích về ý nghĩa của tuyến đường, ông Thạo và các thành viên trong gia đình đều đồng thuận. Gia đình xin nhường đất lại cho dự án và về tái định cư sao cho ổn thỏa và gần dân để cho gia đình làm ăn. Để tuyên truyền vận động nhân dân, ngay từ hội nghị lần đầu tiên, công tác mặt trận chúng tôi đã có cái bài phát biểu động viên bà con nhân dân trong cái hội nghị 65 hộ dự hội nghị đó, thì bà con tán thành rất là cao, đồng ý cái chủ trương của Đảng nhà nước với đường Tân Phúc - Võng Phan. Dự án trọng điểm đường Tân Phúc - Võng Phan, huyện Phù Cử có 6 xã phải thu hồi đất là Minh Hoàng, Đoàn Đào, Đình Cao, Minh Tiến, Tống Chân và Nguyên Hòa với diện tích gần 65 ha, trong đó có trên 40 ha là đất nông nghiệp, 10 ha là đất giao thông, khoảng 3 ha đất thổ cư, 2 ha là đất nuôi trồng thủy sản, gần 1 ha đất nghĩa trang. Hiện các xã đã cơ bản xác định khu tái định cư mới, quy hoạch nghĩa trang mới có diện tích to đẹp hơn khu cũ. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.